Công nghiệp phục hồi và tăng trưởng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng xấp xỉ 10%, cao hơn nhiều và cao nhất so với mức tăng trưởng 5 năm 2011-2015. Ký kết các hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hàn Quốc, ký hiệp định thương mại biên giới với Lào. Kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Kết thúc đàm phán hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Phát điện tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Lai Châu sớm hơn 3 tháng so với tiến độ. Khánh thành nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 Lào Cai. Năm đầu tiên thực hiện thành công nghị định số 83/2014 NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, qua đó đã góp phần tăng cường tính công khai minh bạch trong điều hành. Ngày 12 tháng 8 năm 2015, có dòng dầu thương mại đầu tiên tại mỏ BC3, lô 433A, 416B ở Algeria. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ 2. Hà Thủy giàn khoan Tam Đảo 05, công trình trọng điểm nhà nước về cơ khí. Cơ bản kết thúc cổ phần hóa các tổng công ty thuộc ngành công thương.